one of the most beautiful activity we ever had in my time is we call give back activity. What does that mean, give back? Because during the time of COVID, many community in Vietnam, especially people, the ethnic minority, villages in Central Highland, the poor people in Mekong Delta, who are affected by the salty water and also because of the COVID lockdown, they don't have any more food to eat. And we try to organize the give back program, which means we ask the children at My Tam, those who are already from the age of adolescence, to share their milk, their rice, and to reserve their clothing, their goods, to bring to those people. And also we ask the support from Chameleon Disaster Relief Service International in Italy to give us some support. We bring rice to, we buy rice, buy food, the whole package of food, and we go together to these villages to help the poor people. So the children of My Tam were able to meet the people living with leprosy, people living with disability, and share their resources to them and experience the life of other people who live far away from them. Con thích nhất là được giao lưu với bạn bên ngoài, được thấy họ thiếu hơn mình nhưng mà họ vẫn có niềm tin để họ sống. Lúc mà đưa quà cho họ, con có suy nghĩ là không biết họ có giống họ má giống như con suy nghĩ không. Lúc mà quý khách tới quý khách cho quà con thì con lại thấy ngại, thấy sợ, mặc cảm. Còn con không biết họ có suy nghĩ giống con hay không. Nhưng mà con nghĩ nếu mà con cho tình thương đối với họ thì chắc con sẽ nhận lại tình thương. Dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào mình cũng phải vui vẻ lên, tại vì vui vẻ mình mới sống tốt được. Cái sự thành thật và tính không tham lam nơi các em nhỏ đã đánh động trong lòng con rất là nhiều. Và cái quý giá hơn nữa là chính là con thấy sự đồng tình và vui chơi cùng anh chị em trong nhà. Lâu ở nhà, tuy ở nhà gần nhau mà con thấy ít nói chuyện, rồi cũng ít giao tiếp, rồi ít đi chơi. Nhưng mà xuống dưới tụi con gặp mặt nhau, có thể cầu nguyện chung, có thể nói chuyện, có thể đùa giỡn chung với nhau, phát quà. Con cảm thấy ý nghĩa như là cái việc đó. Khi mà con chuẩn bị về, cái em dân tộc nói với con là chị đừng có về nha, chị ở lại chơi với mấy tụi em đi. Xong rồi con mới bảo là chị phải về rồi, chị không ở lại chơi được, khi nào có dịp chị đến thăm tụi em. Lúc nhỏ con cũng từng như vậy, khi mà ai đó đến thăm con á là con chỉ mong ta lại chơi với con thêm lâu hơn thôi. Lúc mà con cũng nói với cô đó là nhớ đến thăm con hay là đừng có về, thì con cũng đợi, cũng cảm giác chờ đợi đó, đợi hoài mà không thấy ai tới đó. Lúc đó là con cũng buồn lắm, là con không có muốn mấy em thất vọng về con. Con ước là mấy em nghèo cũng sẽ có được cơ hội giống con, được một người tốt bụng nào đó giúp đỡ để sống tốt hơn. Lúc đó là buổi trưa, tụi con đi phép hoài xong, tụi con rất là đói bụng. Thường ngày là ở nhà là sẽ kiếm gì ăn hay đi than với cha là con đói bụng hay này nọ. Mà lúc đó đói bụng á, tụi con đâu có hàng nào. Tụi con đi về á, tụi con ăn cơm lam mà người ta cho đem về á, tụi con ăn hết cái đó, chấm muối cũng mấy ngon, vui lắm, trộm để ăn. And this activity help a kind of communion of mutual sharing and create more empathy in the life of the children.
they used to experience as the one who receive, now they also experience as someone who can share, who can give back. And I keep telling them that, so now you understand how you have been helped, and so you can help others as you have been helped. So the children learn a lot from this lesson, and I think this improve their sense of self-worth, and they build their confidence and self-esteem a lot. So we are very grateful for your help as well. Không, nếu mà tiếp tục vẫn hàng năm thì con sẽ đi. Con chờ là con đi đó. Dù là có học ở trên đó hay là tiếp xúc với bạn ngoài khác khổ sở hơn mình thì con sẽ đi. Lúc nào con cũng đi.